đâu vậy em là con gái nên phải suy nghĩ hello để please đừng vội vàng chỉ nói lời ngoài tai em sợ ông bướm sẽ đợi lại anh lấy anh lấy anh wow này lời ngon chị em nghe thôi đấy anh đừng đi nói lung tung cả ngày. Sick, 조금씩 사라져가는 걸 멈.